hóa trị. Mục tiêu nghiên cứu hóa trị và quỹ đạo hóa trị. Hướng của một nguyên tử để hoàn tất cấu hình bát tử. Tinh hóa trị của một nguyên tử và ion. Theo Nesbon, các electron trong một nguyên tử được sắp xếp trong một miền quang nhân, gọi là mức năng lượng, quỹ đạo hay lớp. Các quỹ đạo này được thể hiện bằng các mẫu tự như K, L, M hoặc số 1, 2, 3 và vân vân. Số electron có ở quỹ đạo ngoài cùng được biết đến như là electron hóa trị, và quỹ đạo ngoài cùng được gọi là quỹ đạo hóa trị. Số electron tối đa có thể được cung cấp ở quỹ đạo ngoài cùng là 8. Các nguyên tố có quỹ đạo ngoài cùng đầy đủ gồm 8 electron được coi như sở hữu một cấu hình bát tử. Các nguyên tố như thế không kết hợp với các nguyên tố khác dễ dàng, và vậy khả năng phản ứng rất ít. Do đó nó có khả năng kết hợp không. Mặt khác, các nguyên tố có quỹ đạo hóa trị không đầy đủ có hướng hoàn tất cấu hình bát tử của chúng bằng cách kết hợp với các nguyên tử cùng hoặc khác loại. Khả năng của một nguyên tử kết hợp với nguyên tử khác gọi là hóa trị. Các nguyên tố kết hợp với các nguyên tố khác do cho, nhận hoặc góp electron của nó. Ví dụ, cấu tử của natri là 2, 8, 1. Của clo là 2, 8, 7. Natri dễ dàng cho một electron hơn là nhận 7 electron để hoàn tất bát tử của nó, trong khi clo dễ nhận một electron hơn là cho 7 electron để hoàn tất bát tử của nó. Do đó, cả natri và clo có hóa trị là 1 khi khả năng kết hợp là 1. Ngoài ra, xem xét hai nguyên tử clo có cấu tử 2, 8, 7 đang đến gần mỗi nguyên tử khác. Khi bạn có thể nhìn thấy mỗi nguyên tử clo cần một electron để hoàn tất bát tử của nó. Thay vì cho hay nhận electron, thì cả hai nguyên tử clo đều góp một electron cho mỗi nguyên tử. Vậy, hóa trị của các nguyên tử clo trong phần tử clo là một khi khả năng kết hợp của chúng là một. Do đó, số electron được nhận, cho hoặc góp để hoàn tất bát tử, hãy nói trực tiếp với chúng tôi về khả năng kết hợp nguyên tố, đó là hóa trị của chúng. Để tính ngay hóa trị của một nguyên tử, nghiên cứu đầu tiên các nguyên tố có nhiều hơn 4 electron hóa trị. Xem xét một nguyên tử flo với nguyên tố số 9 và cấu tử là 2, 7. Vì vậy, flo có 7 electron hóa trị. Để tính hóa trị của nó, số electron hóa trị được trừ từ 8. Vậy, hóa trị của flo là 1. Đối với nguyên tử oxy, có một nguyên tử số 8 và cấu tử là 2, 6. Hóa trị của nó là 8 trừ 6 bằng 2. Xem ngay các nguyên tử này có ít hơn 4 electron hóa trị. Xem xét một nguyên tử của natri có một phân tử số 11. Nó có một cấu tử là 2, 8, 1. Do đó natri có một electron hóa trị. Các nguyên tử như thế, hóa trị của nó bằng với electron hóa trị. Do đó natri cho biết hóa trị là 1. Lưu ý rằng hóa trị của cả natri và flo là 1, nhưng natri cho một electron, trong khi flo nhận một electron để hoàn tất bát tử của chúng. Vậy, hóa trị của natri được xem là dương, trong khi đó hóa trị của flo là âm. Để nhìn thấy ngay các tính hóa trị của các ion,
Trong trường hợp của ion, chúng có hóa trị cùng với số điện tích, được mang và được diễn giải bằng ký hiệu thích hợp, loại mang điện tích dương hoặc âm gọi là ion. Các ion này mang điện tích dương được biết đến như là cation. Một số cation đơn giản là Na cộng, Cu2 cộng, Al3 cộng, vân vân. Và chúng có hóa trị tương ứng là dương 1, dương 2, dương 3. Loại mang điện tích âm được gọi là anion. Ví dụ, các anion là Cl-, O2-, vân vân cho biết hóa trị tương ứng là âm 1 và âm 2. Hơn nữa, hiện có một nhóm nguyên tử mang điện tích được biết đến ion đa nguyên tử. Ví dụ, NH4+, SO4-2-, PO4-3-, vân vân. Chúng có hóa trị tương ứng là dương 1, âm 2 và âm 3. Tóm tắt, chúng ta đã nghiên cứu số electron ở quỹ đạo ngoài cùng được biết đến như electron hóa trị. Và quỹ đạo ngoài cùng được gọi là quỹ đạo hóa trị. Số electron tối đa có thể có ở quỹ đạo ngoài cùng là 8. Các nguyên tố đối với quỹ đạo không đầy đủ có hướng hoàn tất, cấu hình bát tử của chúng do cho. Nhận hoặc góp các electron của chúng. Khả năng của một nguyên tử kết hợp với nguyên tử khác được gọi là hóa trị.